Và hôm qua, thì quân đội Myanmar đã chuyển giao quyền lực lại cho chính quyền dân sự đầu tiên của nước này sau nửa thế kỷ. Mặc dù tân tổng thống của Myanmar là ông Tin Kyo, nhưng người dân người dẫn dắt thực sự chính quyền dân sự mới này sẽ là lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD, bà Aung San Suu Kyi. Cựu tổng thống Than Sen và tân tổng thống Tin Kyo đã bắt tay tại buổi lễ chuyển giao quyền lực được tổ chức lần đầu tiên hơn nửa thế kỷ Myanmar, đặt dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân đội. Ông Tin Yo là bạn thân của bà Aung San Suu Kyi, đã được chính tay bà Suu Kyi đề cử cho chiếc ghế tổng thống Myanmar, bởi vì rào cản hiến pháp không cho phép bà tranh cử tổng thống. Ông Tin Yo còn điều hành một tổ chức từ thiện do bà Suu Kyi sáng lập và là một trong những người thân cận nhất của bà từ những năm 90. Tham dự buổi lễ này còn có tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing và các thành viên của chính quyền tiền nhiệm. Mối quan hệ của bà Suu Kyi và lực lượng quân đội sẽ xác định được sự thành công của chính quyền dân sự đầu tiên tại quốc gia này.